Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 131. Quyền mang màu vàng ở giữa không trung giống như 10 mặt trời đồng loạt nổ tung. Phong Huyền Dực phun ra một ngụm máu tươi, cả người y như một viên đạn trực tiếp bắn thẳng từ trên không mấy ngàn mét xuống mặt đất. Một cái hố có đường kính khoảng 100 mét lập tức xuất hiện, làn sóng xung kích khủng bố thoáng chốc san bằng mấy vạn dặm xung quanh không còn một ngọn cỏ nào, bụi đất bay mù mịt. Sắc mặt Lâm Nhất chuyển từ xanh sang đỏ. Lúc trước, hắn bị tên kia đánh ba quyền, còn chưa trấn áp quyền kình của đối phương trong cơ thể đã bị ép thi triển thần dương toái thiên ấn để cứu ngựa huyết long. Có thể nói là trạng thái cũng không được ổn cho lắm, trong lúc thay đổi sắc mặt, hắn trực tiếp nuốt ngược búng máu nơi cổ họng xuống. Tay phải trắng nõn như ngọc nhanh như chớp vươn ra khỏi ống tay áo, chộp lấy ngựa huyết long đang bay ngược lại trên không. Ngựa huyết long siết chặt nắm tay, nhe răng, cố gắng chịu đựng sự đau đớn do xương cốt vỡ vụn. Nó khẽ bắn lên khỏi lòng bàn tay Lâm Nhất rồi rơi xuống trên vai hắn, tức giận nhìn hố sâu bên dưới. Gió nhẹ khẽ phất, tất cả mọi người trên đảo phù không thấy trận chiến khủng khiếp ấy đều nghẹn họng nhìn chân chối, đầu óc ong ong trống rỗng, tim đập thình thịch. Trận chiến động trời như thế đã hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của họ, chỉ là sóng xung kích thôi cũng có thể lấy mạng của họ một cách dễ dàng. Song tất cả những cảnh tượng ấy cũng đã phơi bày ra thực lực chân chính của Lâm Nhất. Hắn cũng có thể chống lại 7 đầu sỏ trên bảng thương long. Điều ấy phải kinh khủng cỡ nào chứ? Đó là con ngựa ô trên con đường thông thiên, ánh sáng của hắn chắc chắn sẽ xuất hiện trong bảo kính thông thiên và tỏa sáng khắp chư thiên vạn giới. Quá kinh khủng, trong lòng mọi người đều bị đánh sâu vào, hoàn toàn không có cách nào diễn tả được bằng lời, giống như bất cứ từ ngữ nào cũng chẳng thể lột tả được thiếu niên đi ra từ trong huyền hoàng giới kia. Trên người của hắn luôn luôn tỏa sáng lấp lánh khiến người ta sôi trào máu nóng. Nhưng lại chẳng có ai lên tiếng, đất trời hoàn toàn yên tĩnh vì ai cũng biết Phong Huyền Dực không thể nào chết một cách như vậy được. Là 7 đầu sỏ trên bảng thương long nên sẽ không dễ dàng chết bởi một kích của Lâm Nhất như thế được. Trận đánh ban nãy đã khiến mọi người biết được thực lực chân chính của 7 đầu sỏ trên bảng thương long, phong thái cỡ đó cũng sẽ không ngã xuống một cách dễ dàng như vậy. Trong khi tất cả mọi người nín thở chờ đợi, 10 dặm xung quanh chợt bốc lên một mảnh biển lửa mênh mông vờ bờ, chính giữa là một quả cầu lửa hừng hực như vầng mặt trời dần dần dâng lên. Trong quả cầu lửa ấy, khuôn mặt anh tuấn của Phong Huyền Dực lại khó coi và âm trầm hơn bao giờ hết. Mọi người thấy quả cầu lửa kia chiếu khắp cả đảo phù không sáng rực như ban ngày thì đều hít ngược một hơi. Giờ phút này, họ cảm giác được một áp lực rất lớn, nhìn quả cầu lửa kết hợp với Phong Huyền Dực trên không mà ánh mắt không kiềm được lộ ra vẻ hoảng sợ. Tất cả mọi người có thể đoán Phong Huyền Dực không thể nào bị một chưởng của Lâm Nhất đánh cho bị thương nặng đến nỗi không còn sức để đánh tiếp. Nhưng hiển nhiên cũng không ngờ được thực lực chân chính của đối phương lại khủng bố đến mức đó. Áp lực kia khiến người ta tuyệt vọng, không dám nhìn thẳng vào và chẳng sinh ra nổi lòng chống cự. Mạnh thật! Giữa không trung, sắc mặt Lâm Nhất cũng hơi nghiêm trọng, sâu trong mắt lập lòe kiếm ý, thấm thúy như biển. Tên kia đúng là khá khó nhằn, ý chí hỏa diễm của hắn ta đã sắp đến tam phẩm, nhưng đây vẫn là thứ yếu. Cảnh giới của ý chí võ học rất quan trọng, song quan trọng nhất vẫn là trình độ. Trình độ của tên kia lại khá cao. Chẳng hạn như Lâm Nhất, cùng là kiếm ý thông linh viên mãn nhưng hắn lại đè bẹp đối phương mà không hề áp lực. Trình độ ở mặt ý chí hỏa diễm của Phong Huyền Dực cũng không thấp hơn hắn. Ngoài ra, chắc chắn đối phương cũng sở hữu một môn võ học tạo hóa cấp đế giả, luyện hóa số lượng đan tinh thần cũng không ít hơn là bao, công pháp tu luyện lại càng khỏi phải nói, chắc hẳn cũng là võ học tạo hóa cấp cao. Nếu hỏi bản thân Lâm Nhất có ưu thế gì thì có lẽ là lúc bắt đầu đột phá lên thiên phách. Hai đợt kiếp thiên phách hắn đều dùng đan tinh thần. Đối phương ít nhất phải thiên phách tam trọng thiên mới luyện hóa đan tinh thần, xét về độ vững chắc của nền móng thì hắn ta chắc chắn không bằng Lâm Nhất. Dưới tình huống vẫn chưa để lộ át chủ bài, dù so sánh thế nào thì sức chiến đấu của Lâm Nhất đều yếu hơn đối phương rất nhiều. Nhưng, Lâm Nhất không phải một mình, hắn có ngựa huyết long giúp, anh em đồng lòng nên hoàn toàn không cần sợ hắn ta. Để xem ai thiếu kiên nhẫn để lộ át chủ bài trước. Đường đường công tử táng hoa lại chỉ có chút năng lực ấy thôi à. Đánh tay đổi còn phải khiến cho ma sủng đến giúp thì không khỏi hơi vô sỉ quá rồi đấy. Giữa không trung,
Phong Huyền Dực bao phủ trong quả cầu lửa kia nhìn chằm chằm vào ngựa huyết long trên vai Lâm Nhất. Trạng thái lúc này của hắn ta cũng không trông thoải mái như bên ngoài. Bất kể là miệng vết thương dữ tợn gây ra bởi đao hư ẩn trước ngực hay thần dương toái thiên ấn mà Lâm Nhất đánh trúng hắn ta thì đổi thành người khác đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Tuy may mắn không chết thì e rằng cũng bị thương nặng không còn sức đánh tiếp nữa. Hắn ta có thể chịu được đều dựa vào vốn liếng của anh tài kiệt xuất hơn hẳn cùng giai và sự mạnh mẽ của ý chí hỏa diễm. Ngoài ra, trong tay vẫn còn có nhiều ái chủ bài chưa dùng, nhưng nó là đòn sát thủ nên đương nhiên vĩnh viễn không cần dùng đến mới tốt. Vì ngươi chẳng bao giờ biết được đối thủ sẽ có con bài chưa lật nào, để lộ ra trước sẽ khiến mình ở thế bất lợi. Ít nhất bây giờ, Phong Huyền Dực đã cảm giác được trên tay Lâm Nhất vẫn còn hai con át chủ bài chưa dùng. Và lại, còn khá là nguy hiểm, tên kia đúng là khó đối phó mà. Rắc rối lớn nhất là hắn còn có con ma sủng giúp đỡ, trong tình huống đánh tay đôi thì bất kể Lâm Nhất hay ngựa huyết long, hắn ta đều rất có tự tin đánh thắng. Dù đối phương có con bài chưa lật nào cũng có thể thẳng tay trấn áp. Nhưng hắn lại liên hợp với con ma sủng thì đúng là khá đau đầu. Thế nên, hắn ta mới chế giễu đối phương. Khóe miệng Lâm Nhất cong lên, trên mặt toát ra vẻ cười cợt. Lạnh lùng nói, xin lỗi nhé, hình như ngươi nghĩ nhầm một chuyện rồi, nó cũng không phải ma sủng của ta. Nó là bạn, là người anh em cùng sống cùng chết với ta. Hai người chúng ta rất ít liên hợp, Phong Huyền Dực ngươi phải thấy hãnh diện mới đúng. Câu ấy lại lời nói thật, nếu không phải tình trạng gấp gáp thì thường Lâm Nhất sẽ không gọi ngựa huyết long và nó cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Nhưng nếu ai đe dọa đến Lâm Nhất thì nó chắc chắn sẽ cực cả tính mạng cũng phải bảo vệ hắn cho bằng được. Bất kể là tình cảm vào sinh ra tử với nhau của cả hai hay là trước khi Nguyệt Phi Vi đi có làm nó phải hứa đi nữa thì ngựa huyết long đều không cho phép người khác bắt nạt Lâm Nhất, tuyệt đối không. Trong lúc cả hai nói chuyện, ngựa huyết long đứng trên vai Lâm Nhất một tay nắm đao hư ẩn, tay còn lại siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt đen bóng hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm trọng và quyết tâm, thôi thúc uy áp trên người đến cực hạn cùng Lâm Nhất chống chọi lại với uy thế khủng bố giống như biển rộng từ quả cầu lửa của đối phương. Ta đây đúng là phải cảm ơn ngươi rồi. Mặt mày Phong Huyền Dực âm trầm, nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ một. Quả thật đối phương hợp tác với nhau rất là khó nhằn, nhưng bảo Phong Huyền Dực từ bỏ truyền thừa của Nhật Diệu Tinh Cung thì hắn ta lại không làm được. Để ta xem thử coi rốt cuộc thì ngươi có con bài chưa lật nào. Vèo. Trong mắt Phong Huyền Dực lóe lên vẻ lạnh lẽo, quyết định ép cho đối phương phải dùng ra con bài chưa lật của mình. Huyền Viêm Quyết, Chiến Giáp Hỏa Phụng. Hai tay Phong Huyền Dực dùng một tốc độ mà mắt thường không thể thấy được kết một cái ấn từ xa xưa. Bên ngoài cơ thể chợt tỏa ra một vầng sáng đỏ, rực rỡ lấp lánh. Đợi đến khi hắn ta kết xong ấn, vầng sáng đỏ hiện ra bên ngoài cơ thể lập tức hóa thành một cái chiến giáp khắc hoa văn của một con phượng hoàng. Ầm, ầm. Lúc này, khí thế trên người Phong Huyền Dực điên cuồng tăng lên. Quả cầu lửa xung quanh người hắn ta như một đám cháy lớn bốc cháy hừng hực dập trời. Dưới uy áp khủng bố ấy, mặt đất không ngừng rung lắc kịch liệt, nham thạch liên tục bong ra từng mảng trên những ngọn núi lớn. Bí thuật. Con người Lâm Nhất chợt co rút lại, đây là bí thuật chỉ có trong công pháo tạo hóa cấp cao, cũng coi như là một con bài chưa lật khá lợi hại. Giết. Gần như chỉ thoáng chốc, Phong Huyền Dực đã xông tới. Hắn ta vượt ngang trời. Đợi đến khi sắp đánh tới trước mặt Lâm Nhất thì quanh người Phong Huyền Dực chợt hóa thành một con phượng hoàng khổng lồ. Nhìn từ xa tựa như một con phượng hoàng cả người rực lửa nhào về phía Lâm Nhất. Ở trước mặt con phượng hoàng khổng lồ, Lâm Nhất trông có vẻ khá nhỏ bé giống như thoáng chốc sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Trái tim của những người nhìn thấy cảnh đó lập tức vọt lên tận cổ, chiêu vồ giết cỡ đó thật sự quá kinh khủng. Uy áp khủng bố của con phượng hoàng lửa kia đốt cháy toàn bộ ma vân trên trời. Thoáng chốc đã cháy rụi. Không còn ma vân che phủ, ánh sao trên trời lập tức chiếu rọi xuống, nơi đi qua rực rỡ lấp lánh khiến con phượng hoàng kia càng sáng lạn lộng lẫy hơn. Ngay khi mọi người cảm thấy Lâm Nhất khó mà ngăn cản được thì bầu trời chợt vang lên tiếng rồng ngâm. Một con dao long lôi hỏa màu tím xuyên thủng vòm trời hung hăng đâm về phía con phượng hoàng kia. Kia chính là đạo khí tuyệt phẩm, roi tử diễm lôi hoàng. Đạo binh này có nguồn gốc cổ xưa, Nguyệt Phi Vi còn chưa khuất phục được một cái long hồn,
dù thực lực hiện nay của Lâm Nhất rất phi phàm cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát huy được 1/10 sức mạnh của nó. Nhưng chỉ 1/10 sức mạnh đó thôi, một khi thi triển lập tức đánh thẳng lên người đối phương lộ ra khí thế bàng bạc. Cút! Lâm Nhất cau mày, khuôn mặt anh Tuấn không giận mà uy. Hắn cầm sợi roi trong tay, lơ lửng giữa trời giống như lôi hoàng thượng cổ đứng trên chư thiên điều khiển giao long, chinh chiến thiên hạ. Ầm! Trong tiếng nổ rung trời chợt truyền ra tiếng gào thét của Phượng Hoàng Lửa. Con Phượng Hoàng Lửa khổng lồ giữa không trung thoáng chốc đã bị quất chia năm xẻ bảy. Phong Huyền Dực không ai bị nổi hiện ra cơ thể rồi phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chẳng phải muốn biết con bài chưa lật của ta hả? Như ngươi mong muốn luôn. Lâm Nhất mặc một bộ áo xanh, lưng đeo hộp kiếm, lơ lửng giữa trời, tóc dài phấp phới toát ra một khí thế sắc bén chưa bao giờ có. Lực lượng thương long không ngừng tràn vào roi tử diễm lôi hoàng, hư ảnh giao long khủng bố kia ầm ầm trướng to, trên đầu chậm rãi mọc ra sừng. Cùng với tiếng gầm thét của nó, cổ tay Lâm Nhất khẽ vung, chiếc roi kéo ra một tia sét giữa không trung, lôi hỏa dập trời vần vũ nhanh như chớp đuổi theo Phong Huyền Dực bị quất bay. Vạn nha toát tinh không. Sắc mặt Phong Huyền Dực chợt thay đổi. Trong mặt trời đằng sau bay ra vô số con quạ lửa che kín bầu trời, cùng lúc đó hắn ta cũng giơ trưởng đón đỡ. Rắc. Roi tử diễm lôi hoàng lập tức bị cản lại, nhưng sức mạnh khủng bố cũng đánh Phong Huyền Dực bay ra ngoài, sắc mặt cũng trắng bệch đi rất nhiều. Vụt. Phong Huyền Dực còn chưa kịp đứng vững thì không trung đằng sau đã bị một màu máu nhuộm đẫm, lại là ngựa huyết long cầm roi huyết mãng đánh tới. Ma Côn Thiên Khôn khó mà đánh trúng đối phương, đao hư ẩn đánh sáp lá cả lại quá nguy hiểm, con người ngựa huyết long khẽ đảo đã nghĩ ra dùng roi huyết mãng phối hợp với Lâm Nhất. Con mèo chết tiệt. Phong Huyền Dực thoáng chốc nổi giận, một tên Lâm Nhất cầm đạo binh tuyệt phẩm trong tay đẩy lùi hắn ta cũng thôi. Một con ma sủng thế mà cũng muốn bắt chẹt hắn ta, đúng là không thể nhịn được mà. Hắn ta trở tay trưởng một phát, trực tiếp đánh nát đòn tấn công của ngựa huyết long. Hi hi. Nhưng ngựa huyết long lại nhếch miệng cười, cũng chẳng thèm để ý, dáng người linh hoạt chớp nhoáng giữa không trung, không ngừng múa may roi huyết mãng trong tay. Chát, chát, chát. Dáng người Phong Huyền Dực như điện, thoáng chốc đã nhoáng lên vô số tàn ảnh, nghiền nát đủ loại đòn tấn công của ngựa huyết long như xay gạo. Chết đi. Phong Huyền Dực áp sát ngựa huyết long, vươn tay thành vuốt phượng chộp về phía nó. Chát. Còn chưa ra tay thì roi tử diễm lôi hoang đã theo tiếng đánh tới, trực tiếp quất lên bàn tay hắn ta, ánh sáng trên chiến giáp hỏa phụng lập tức mở đi rất nhiều. Phong Huyền Dực tức muốn hộc máu, suýt nữa thì có thể bắt được con mèo khốn kiếp kia rồi. Rắc. Nhưng bỗng dưng, con mèo đen chảy trong người dòng máu rồng trước mặt nhoáng lên một cái lại hiện ra, cầm con dao găm lập lòe ánh sáng lạnh chọc thẳng vào ngực của chiến giáp hỏa phụng. Ngựa huyết long cũng không quan tâm kết quả thế nào, chọc xong lập tức bỏ chạy. Dù sao trước đấy chạy chậm đã suýt nữa bị Phong Huyền Dực kia một quyền đánh chết nên nó vẫn nhớ kỹ bài học đó. Song sức mạnh của một kích đó lại có chút nằm ngoài dự đoán của mọi người, chỉ nghe thấy một tiếng rắc lớn vang lên, chiến giáp trên người Phong Huyền Dực thoáng chốc ầm ầm vỡ vụn. Con Phượng Hoàng Lửa biến ảo ra cũng nổ tung quét ngang không trung, nơi nó quét qua thậm chí ngay cả không gian cũng như bị xé rách. Xoẹt. Mọi ánh mắt đều lập tức nhìn sang rồi hít ngược một hơi. Không ngờ, chiến giáp hỏa phụng trên người Phong Huyền Dực lại bị đâm nát. Trong mắt mọi người đều khó nén nổi vẻ kinh ngạc, kia chính là bí thuật có trong công pháp tạo hóa cấp cao đó. Một khi thi triển thì sẽ tiêu hao rất nhiều. Chẳng những là chiến giáp, ngay cả quần áo trên người Phong Huyền Dực cũng bị xé rách nhiều chỗ khiến hắn ta trông khá chật vật. Lâm Nhất, ngươi chờ đó cho ta. Thù này không báo thì ta sẽ không phải Phong Huyền Dực. Đợi đến khi Bảo Điện Thương Long xuất hiện, tốt nhất là ngươi đừng có ló mặt ra, không thì ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Sắc mặt Phong Huyền Dực xanh mét, biết đối phương liên hợp thì dù mình còn có át chủ bài chưa dùng nhưng cũng khó mà thắng được. Thậm chí hơi không khống chế được cảm xúc, bị con ngựa huyết long kia chọc giận thì e rằng hậu quả sẽ khá là rắc rối. Lời nói mà hắn ta lưu lại vang vọng khắp bốn phương. Trong giọng nói tràn ngập sát khí cũng khiến trái tim người ta đập thình thịch, nhưng cả hòn đảo Phù Không vẫn yên tĩnh một cách đáng sợ. Vô số ánh mắt nhìn dáng vẻ chật vật bỏ chạy của Phong Huyền Dực rồi quay đầu khó có thể tin nhìn Lâm Nhất.
vậy là Lâm Nhất thắng. Khi trong đầu của tất cả mọi người đồng loạt hiện lên suy nghĩ đó thì đều cảm thấy hơi ngờ ngợ và kỳ lạ, dường như vẫn chưa kịp phản ứng lại. Phong Huyền Dực chính là bảy đầu sỏ trên bảng Thương Long, đứng ở đỉnh kim tự tháp của cả khu vực Thương Long, thậm chí còn tỏa sát rực rỡ trên cả con đường thông thiên. Tên của hắn ta cũng đã xuất hiện trong bảo kính thông thiên từ lâu, sức mạnh chân thật cũng đã sớm vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Khi nhắc đến những cao thủ ở khu vực Thương Long thì mọi người đều tự động xem nhẹ bảy người kia. Bởi vì, với những người khác thì họ chính là vô địch. Suy nghĩ ấy đã ăn sâu bén rễ trong lòng mọi người tương đương chân lý, không thể thay đổi. Mặc dù Phong Huyền Dực thua, cũng nên thua trong tay những đầu sỏ khác mới đúng. Nhưng trước mắt, hắn ta quả thật đã bị đánh bại, thậm chí còn thua khá chật vật. Có lẽ hắn ta còn có át chủ bài không dùng. Nhưng suy cho cùng vẫn từ bỏ truyền thừa của Nhật Diệu Tinh Cung, chắp tay nhường cho Lâm Nhất. Điều duy nhất đáng để châm trước là con ma sủng kia của Lâm Nhất cũng là một sự giúp đỡ to lớn. Nếu không có nó giúp thì thắng bại đúng là khó mà nói. Có vẻ nguyên nhân lớn nhất mà Phong Huyền Dực không đánh tiếp chính là có ngựa huyết long. Vèo. Mắt thấy Phong Huyền Dực hoàn toàn rời đi, thoáng chốc đã biến mất cuối tầm nhìn. Lâm Nhất giữa không trung khẽ thở phào nhẹ nhõm, cứ thế thả lỏng lại. Bấy giờ lập tức có vô vàn mỏi mệt len lỏi từ các góc trong cơ thể và tế bào ùa vào trong đầu. Thoáng chốc, đất trời xoay chuyển, hoa mắt chóng mặt, đủ loại vết thương không ngừng ập tới chồng lên nhau. Lâm Nhất cố gắng đứng vững, sau khi rơi xuống đất thì cuối cùng cũng không thể nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Phụt. Khi Lâm Nhất phun ra ngụm máu đó thì sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo hơn rất nhiều. Cả người hắn cũng thoải mái hơn, có thể nói là vô cùng nhẹ nhàng, dễ chịu. Sảng khoái. Trên khuôn mặt tái nhợt của Lâm Nhất toát ra một nụ cười vui sướng, trong mắt cũng lộ ra sự phấn khích. Trận chiến đó thật sự rất sung sướng, hoàn toàn ép mình đến cực hạn. Nhưng dưới sự cực hạn ấy... vẫn chưa lộ ra hai con át chủ bài chân chính là kiếm ý thông thiên và nhật diệu thần quyền cũng là chuyện khiến Lâm Nhất hết sức vui vẻ. Đối đầu với một đầu sỏ như Phong Huyền Dực mà còn có thể không sử dụng hai con át chủ bài thì Lâm Nhất cũng coi như có một sự hiểu biết về thực lực của mình. Đương nhiên, đây còn phải cảm ơn ngựa huyết long. Lâm Nhất hộc ra mấy ngụm máu xong, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều. Hắn quay đầu nhìn ngựa huyết long thì nó cũng đang hộc máu ở bên cạnh. Tầm mắt hai anh em chạm vào nhau, một người một mèo đều không nhịn được bật cười. Ta đến thung lũng xem truyền thừa chân chính của Nhật Diệu Tinh Cung, người ở lại đây đi. Lâm Nhất khôi phục một chút rồi bảo ngựa huyết long ở lại nơi này rồi để lại yêu đan và huyết mạch của thần hỏa ô cho nó. Thực lực của ngựa huyết cũng cần mạnh hơn nữa, chứ không phát huy được sức mạnh của ma côn thiên khôi thì cũng không khỏi phí phạm của trời. Khi nhìn thấy yêu đan và quả cầu máu, mắt ngựa huyết long lập tức sáng rực lên, yêu đan của yêu thú cảnh giới thần đan và quả cầu máu ẩn chứa huyết mạch kim ô, bất luận là cái trước hay cái sau đều có sức hấp dẫn chí mạng đối với ngựa huyết long, sau khi luyện hóa thực lực sẽ tăng vọt. Lâm Nhất thấy vậy thì mỉm cười, sau đó đi về phía khe núi. Dọc đường đi là một mớ hỗn độn sau cuộc đại chiến, chỉ có khe núi được bảo vệ bởi cấm chế nào đó vẫn còn nguyên vẹn. Lần nữa bước vào khe núi này. Máu đọng dưới đất đã đông lại, bảy thi thể đã nhắm mắt hoàn toàn. Lâm Nhất cảm khái, nếu hắn không đủ thực lực, dù có cơ duyên thì e rằng cũng sẽ giống như những người này, vừa đối mặt đã chết trong tay Phong Huyền Dực, có lẽ ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Cơ duyên trên con đường thông thiên rất quan trọng, nhưng dũng khí và thực lực vẫn quan trọng hơn. Lâm Nhất rời mắt về phía bồ đoàn trong khe núi, tám cuộn tranh còn đang nổi lơ lửng trên bồ đoàn. Thấy vậy Lâm Nhất thở phào nhẹ nhõm, may mà Phong Huyền Dực cảm thấy mình nhất định sẽ thắng nên không lấy tám cuộn tranh này. Nếu không đối phương định đi thật, hắn muốn ép đối phương ở lại thì chỉ sợ sẽ hơi khó. Lúc đó dù hắn nhận được truyền thừa cũng chưa chắc là hoàn chỉnh. Đi xem thử nào. Lâm Nhất lẩm bẩm một câu, chân dẫm lên mặt đất, đến khi rơi xuống hắn đã ngồi trên bồ đoàn. Nhìn từ góc độ này vừa hay có thể thấy được bức tượng đá kim xí thần nhân trong khe núi đang nhìn chăm chú vào hắn. Lâm Nhất nhìn một lúc rồi rời mắt về phía tám cuộn tranh nổi lơ lửng. Tuy cuộn tranh chưa mở ra,
nhưng hắn có thể đoán được đại khái rằng những cuộn tranh này cũng vẽ các bộ phận trên cơ thể Kim Ô giống như cuộn tranh trong tay hắn. Hắn vỗ vào túi trữ vật, cuộn tranh mà hắn đang giữ cũng nhẹ nhàng bay ra ngoài. Khi 9 cuộn tranh tập hợp với nhau, trận pháp ẩn giấu trong bồ đoàn mà Lâm Nhất đang ngồi được kích hoạt, 9 cuộn tranh đồng loạt mở ra. Những cuộn tranh này đều đang bay lơ lửng, khi chúng mở ra vừa khéo tạo thành hình vòng tròn bao quanh Lâm Nhất. Trong đó có mắt, cánh, đuôi, và móng vuốt của Kim Ô, tất cả hợp thành một con Kim Ô hoàn chỉnh. Cùng lúc đó có phù văn hỏa diễm màu vàng toát ra từ chiếc bồ đoàn mà Lâm Nhất ngồi, bay lơ lửng xung quanh cuộn tranh. 9 cuộn tranh không ngừng xoay tròn giữa không trung, lúc chúng xoay tròn như thể có Kim Ô sống lại. Còn chưa kịp phản ứng, con Kim Ô đó đã bay về phía Lâm Nhất, đợi đến khi định thần lại thì hắn đã nằm trên lưng Kim Ô bay lên đến bầu trời bao la. Nơi này là... Lâm Nhất vô cùng ngạc nhiên, cảm giác này giống như một loại ảo tưởng nào đó, lại giống như một bí cảnh nào đó, thật giả lẫn lộn. Hắn nhìn túi trữ vật bên hông mình, kỳ lạ phát hiện mình có thể lấy đồ trong túi trữ vật ra. Xoạt! Bỗng nhiên, ánh sáng vàng rực rỡ hiện lên ở trước mắt, cả bầu trời như được ánh lửa vàng bao trùm. Ánh sáng chói mắt khiến Lâm Nhất bất giác che mắt lại, nhìn qua khe hở giữa các ngón tay, hắn há hốc mồm. Vẻ khó tin lộ ra từ trong mắt, phía trước hắn. Đó là mặt trời. Trong nháy mắt, Kim Ô chở hắn bay thẳng vào trong mặt trời. Ở trong mặt trời, Lâm Nhất nhìn thấy rất nhiều hình ảnh khó tin, trong đó không chỉ có các loại yêu thú mà còn có rất nhiều dược liệu và thần thụ trong truyền thuyết. Khi bay vào chỗ sâu trong mặt trời, Kim Ô thả Lâm Nhất lên một đạo đài, một bầy Kim Ô vây quanh đạo đài. Thật khó mà tin nổi. Lâm Nhất ở trên đạo đài nhìn lướt qua bốn phía bằng ánh mắt kinh ngạc. Nơi này chắc chắn không phải mặt trời thật sự, nếu không thì hắn đã chết từ lâu, nhưng mọi thứ có vẻ quá chân thật. Hộp đựng kiếm trên lưng, chân nguyên trong người hắn đều có thể điều động dễ dàng, hắn có thể cảm nhận được rõ sức mạnh vô biên khi siết chặt năm ngón tay. Mặt khác, hắn còn có thể cảm nhận được khí tinh nguyên nồng đậm đến mức có thể gọi là kinh khủng trong không gian này. Khí tinh nguyên khi hít vào cũng đủ để so sánh, thậm chí còn nhiều hơn cả đan tinh nguyên. Cũng đúng, nơi này là chỗ sâu trong mặt trời mà. Vẻ kinh ngạc trong mắt Lâm Nhất dần biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh. Hắn chắc chắn không thể ở lại đây quá lâu, có lẽ truyền thừa của Nhật Diệu Tinh Cung là mật cảnh Thái Dương này, cứ tạm thời gọi là mật cảnh Thái Dương đi. Nói đúng hơn bây giờ Lâm Nhất cũng không biết không gian bí ẩn ở trong chỗ sâu này là gì. Nhưng đây nhất định là bảo địa xưa nay chưa từng có. Mỗi một lát đều có thể thu được rất nhiều lợi ích giúp cho thực lực bản thân tăng vọt. Hắn nheo mắt quan sát bầy Kim Ô đang bay qua bay lại kia, trong đầu suy nghĩ nhanh chưa chớp, chốc lát đã nghĩ ra cách sử dụng bảo địa này. Ở đây dù không tập trung tu luyện, hít thở thôi tu vi cũng có thể tăng. Vậy thì hắn không cần cố gắng tu luyện. Để khí tinh nguyên ẩn chứa lửa Thái Dương này tự động rèn luyện chân nguyên và hai vùng khí hải trong cơ thể hắn là được. Trái lại thập huyền bộ có thể tu luyện ở đây, chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhiều. Khi đánh nhau với phong huyền dực, Lâm Nhất phát hiện thân pháp của đối phương cực nhanh. Khi hắn không sử dụng roi tử diễm lôi hoàng và hợp lực với ngựa huyết long, đối phương cũng có thể nhẹ nhàng ứng phó, thứ hắn ta dùng là thân pháp tạo hóa cao phẩm. Còn thập huyền bộ là võ học cấp đế giả chính cống trong cuốn Thiên Phách của Trục Nhật Thần Quyết. Nếu xét về cấp bậc thì chắc chắn sẽ mạnh hơn thân pháp của đối phương. Một khi tu luyện thành công, điểm yếu cuối cùng của Lâm Nhất cũng coi như được bù đắp hoàn toàn. Thập huyền bộ kết hợp với 9 loại biến ảo của Kim Ô cũng được gọi là Kim Ô cửu biến, cần tu vi cảnh giới Thiên Phách tầng 2 mới có thể tu luyện, công pháp cấp đế giả có yêu cầu rất cao. Trước đó tu vi của Lâm Nhất quá thấp. Vẫn luôn không thể hành động mù quáng, khi đến Thương Long cấm giới tu vi tăng lên vẫn không có cơ hội tu luyện. Nay đã đến lúc. Thân pháp này được chia thành 4 cấp bậc, nhập môn, tiểu thành, đại thành và viên mãn đỉnh phong. Nhập môn rất dễ, chỉ cần tư chất không tồi, tu vi đạt tới ngưỡng cửa, bất kỳ ai cũng có thể tu luyện đến cảnh giới nhập môn, chẳng qua thời gian dài hay ngắn thôi. Tiểu thành khó hơn một chút. Để thân pháp cấp đế giả đạt tới tiểu thành phải cần ngộ tính cực cao, nếu không cả đời sẽ quanh đi quẩn lại ở cảnh giới nhập môn. Đến cảnh giới đại thành chân chính cần phải quan sát cuộn tranh Kim Ô, từ đó hiểu được bí ẩn của Kim Ô, lĩnh ngộ được chân lý 9 loại biến đổi của thần thú Kim Ô.
khi tới viên mãn đỉnh phong thì có thể ngưng kết thần ấn kim ô, nhảy lên nghìn trượng đồng thời biến ảo đủ thứ, có thể biến ra thần vận kim ô bay lượn. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lâm Nhất đắm chìm trong việc tu hành kim ô cửu biến, tu luyện thân pháp cấp đế giả khó hơn nhật diệu thần quyền rất nhiều. May mà hắn đang ở nơi trung tâm mặt trời, xung quanh đạo đài là bầy kim ô. Mỗi khi gặp bình cảnh, hắn mở mắt ra là có thể nhìn thấy những con kim ô còn sống này, chỉ nhìn thoáng qua thần vận trong đó là sẽ ghi nhớ sâu trong đầu. Thời gian từ từ trôi qua. Khi Lâm Nhất ở trong khe núi lĩnh ngộ truyền thừa do Nhật Diệu Tinh Cung để lại, truyền thừa của những thương long thất tú khác cũng lần lượt có kết quả. Truyền thừa của Kim Diệu Tinh Cung bị Bùi Tuyết có lai lịch bí ẩn giành được, các cự đầu trên bảng thương long khác kiêng dè, không dám xảy ra tranh chấp với nàng ta. Truyền thừa của Hỏa Diệu Tinh Cung bị Quân Mộng Trần và Tần Lâm giành được, hầu như truyền thừa của các tinh tú khác cũng bị những người còn lại trong thất đại cự đầu giành được, chỉ có Nguyệt Diệu Tinh Cung xảy ra việc ngoài ý muốn. Đây là nơi duy nhất trong thương long thất tú không có thất đại cự đầu đến tranh giành truyền thừa. Mọi người cứ tưởng cuối cùng truyền thừa của Nguyệt Diệu Tinh Cung sẽ rơi vào tay những người nắm giữ tinh diệu chi linh, nhưng không ai ngờ. Một người khác đến từ huyền hoàng giới bỗng dưng xuất hiện, đánh bại kẻ nắm giữ hỏa diệu chi linh, mộc diệu chi linh và thủy diệu chi linh, thực lực ấy khiến người ta phải há hốc mồm. Hoàn toàn không thể tưởng tượng huyền hoàng giới nho nhỏ lại có thể xuất hiện thêm một con hắc mã đánh bại những kẻ nắm giữ tinh diệu chi linh. Sau khi giành được truyền thừa của Nguyệt Diệu Tinh Cung, Vũ Hạo Thiên vô cùng mừng rỡ. Hắn ta ngạc nhiên phát hiện truyền thừa nơi này rất phù hợp với Nguyệt Diệu thần quyền của hắn ta, đủ để thi triển quyền pháp này đạt tới uy lực của võ học tạo hóa cấp đế giả. Vậy hình như Nhật Diệu thần quyền mà Lâm Nhất nắm giữ cũng là võ học tạo hóa cấp đế giả. Nếu nó dung hợp với Nguyệt Diệu thần quyền của mình. Một khi cả hai dung hợp với nhau chắc chắn sẽ bù đắp cho nhau và trở thành một loại võ học mạnh hơn cả tạo hóa. Ánh mắt Vũ Hạo Thiên chợt lóe, hắn ta nhếch môi cười khẩy, lạnh lùng nói, hãy đợi đấy, dù bây giờ ngươi có gặp được nhiều cơ duyên thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ thuộc về ta mới là mồi lửa chân chính của huyền hoàng giới. Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua. Trong mật cảnh Thái Dương hay còn gọi là huyễn cảnh Thái Dương, Lâm Nhất tu luyện cuốn thiên phách của Trục Nhật Thần Quyết đến cảnh giới đại thành. Có thể tu luyện thân pháp cấp đế giả này tới cảnh giới đại thành trong vòng 3 ngày. Trừ những người có mộ tính cao còn liên quan rất nhiều đến chỗ sâu trong mật cảnh Thái Dương nơi Lâm Nhất đang tu luyện. Không có bầy kim ô ở chỗ sâu để cho hắn quan sát, dù hắn có thiên phú nghịch thiên cỡ nào cũng không thể tu luyện đến cảnh giới đại thành trong vòng 3 ngày. Truyền thừa thương long thất tú mà mọi người nhận được không kém hơn là bao, cũng không phân chia cao thấp quá nhiều, nhưng truyền thừa mà Lâm Nhất nhận được lại có thể trở nên phù hợp với Trục Nhật Thần Quyết một cách hoàn hảo. Ích lợi nhận được trong lúc vô hình đã giúp hắn bỏ xa những người khác, dù sao họ cũng chưa từng tu luyện thân pháp cấp đế giả. Thập huyền bộ kết hợp với 9 loại biến hóa của kim ô, thân pháp này hơi khác với tưởng tượng của Lâm Nhất trước đó. Trong ấn tượng ban đầu của hắn, thân pháp chính là thân pháp. Nó được dùng để chạy trốn, né tránh hoặc tăng tốc độ, coi như một cách trợ giúp cho việc tấn công đối thủ, cũng không thể thật sự giết chết đối thủ. Nhưng kim ô cửu biến này lại làm cho người ta được mở mang tầm mắt. Nó có thể giúp bản thân biến ra đại thế kim ô, lấy thế đánh người, lấy thế giết địch, thậm chí chỉ cần mạnh thêm một chút, dựa vào đại thế kim ô này đủ để áp đảo đối thủ đến mức không thể thở một cách bình thường, cực kỳ đáng sợ. Trên đạo đài, toàn thân Lâm Nhất tỏa ánh sáng vàng chói lóa. Trong lúc mơ hồ dường như có một con kim ô đang ẩn nấp, hai mắt hắn bắn ra ánh lửa, ngay sau đó hắn phóng thẳng lên trời. Hắn xuất hiện trên bầu trời rộng lớn trong mật cảnh, bước đi trên không trung, thân pháp kỳ lạ, chân như dẫm lên sao trời, biến ảo khiến người ta không thể bắt giữ. Giống. Kim ô kêu to, có tiếng kêu chói tai quanh quẩn giữa đất trời, bóng dáng Lâm Nhất như đang bước đi trên những làn sóng âm này. Trong lúc di chuyển, bóng dáng Lâm Nhất biến ảo rất nhanh, chẳng biết từ khi nào đã trở nên mơ hồ hoàn toàn. Bóng dáng ấy như thể hóa thành một con kim ô. Kim ô tung cánh, lúc nó bay lượn như không gian cũng bị khí thế sắc bén như kiếm đâm thủng. Tốc độ nhanh một cách khủng khiếp ấy khiến trời đất cũng trở nên bé nhỏ. Lại một tiếng kim ô gầm thét vang lên quanh quẩn giữa đất trời, ánh sáng vàng lấp lóe giữa không trung, Lâm Nhất hiện hình, 9 ảo ảnh kim ô xuất hiện chất chồng trên người hắn.
ảo ảnh chồng chất lên nhau, trong mắt Lâm Nhất lập lòe ánh sáng vàng, nhìn kỹ sẽ thấy như có vô số con kim ô đang bay lượn. Kim ô cửu biến quả nhiên ghê gớm, phân biệt rõ ràng với cuốn tử phủ lúc trước. Cuốn tử phủ giống thuật hơn, còn cuốn thiên phách là đạo, cả hai là sự khác biệt giữa thuật và đạo. Cuốn tử phủ là phòng theo và sử dụng, còn cuốn thiên phách là chạm thẳng tới bản nguyên, biến bản thân thành kim ô. Ánh mắt Lâm Nhất chợt lóe, trong mắt là vẻ mừng như điên. Cái gọi là kim ô cửu biến, chín loại biến hóa này cũng không phải là mục đích mà là quá trình, cần phải tìm được thần vận và chân lý trong chín loại biến hóa. Không phải yêu cầu ngươi nắm giữ sự biến ảo này nâng cao tốc độ của mình. Quả nhiên công pháp cấp đế giả không tầm thường. Vèo. Nghĩ vậy, Lâm Nhất giẫm mạnh chân xuống đất rồi bay lên không trung, hai tay giang ra, ánh sáng vàng tỏa bốn phía, người hắn xoay tròn giữa không trung tạo thành từng tàn ảnh, đến khi hắn rơi xuống, vô số tàn ảnh kia lại chất chồng lên nhau. Ầm ầm. Khi chúng chồng lên nhau, có đại thế kinh khủng bùng nổ trên người hắn, bỗng một hư ảnh kim ô khổng lồ bao trùm lấy hắn. Lâm Nhất ngước lên nhìn, đôi mắt của hư ảnh kim ô đang nhìn chằm chằm về phía trước. Sự uy nghiêm ấy dung hợp với khí thế của Lâm Nhất, không gian ở trước mặt lập tức nổ tung như thể không chịu được đại thế này. Lợi hại. Trên mặt Lâm Nhất là vẻ phấn khích khó có thể che giấu, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đợt đột phá cuối cùng. Lần này hắn ngồi liên tục suốt 7 ngày. Đến khi hắn mở mắt ra, cảnh vật trước mắt đột nhiên nổ tung, sụp đổ rồi hóa thành cái bóng nhàn nhạt từ từ biến mất. Đến khi ảo cảnh hoàn toàn biến mất, Lâm Nhất mơ hồ nhìn thấy mặt trời to lớn không thể tưởng tượng trên bầu trời bị một bàn tay cầm lấy. Khi bàn tay siết lại, ánh sáng mặt trời biến mất trên vũ trụ tinh không, vào giây phút cuối cùng trước khi màn đêm kéo tới, hắn nhìn thấy chủ nhân của bàn tay đó mọc ra một đôi cánh khổng lồ màu vàng. Ánh mắt Lâm Nhất thay đổi, cảnh tượng trước mắt trở lại hiện thực, hắn còn đang ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn trong khe núi kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 131.